Serum The Ordinary là một trong những dòng serum đình đám nhất hiện nay trong phân khúc mỹ phẩm tầm trung. Nhiều loại sản phẩm phù hợp với nhiều tình trạng da. Nhưng công dụng thực sự thế nào? Liệu đây có phải sản phẩm dành cho bạn? Tìm hiểu ngay trong bài viết này nàng nhé! 1. Serum The Ordinary của nước nào? Serum The Ordinary là dòng sản phẩm thuộc thương hiệu dược mỹ phẩm The Ordinary đình đám. Công ty mẹ là Decim đến từ Canada. Tuy là thương hiệu đến từ nước ngoài nhưng The Ordinary lại thuộc phân khúc bình dân. Giá thành các sản phẩm chỉ từ 130.000 đồng, 900.000 đồng mà thôi. Thương hiệu này chuyên cung cấp các sản phẩm skincare. Mà nổi bật nhất và đóng vai trò làm nên thành công của The Ordinary chỉ sau gần một năm ra mắt chính là các dòng serum. Ngoài toner The Ordinary thì serum của The Ordinary được ưa dùng trên toàn cầu. Và gần đây, tại Việt Nam, các chị em cũng rần rần bàn luận về chúng. 2. Serum The Ordinary có tác dụng gì? The Ordinary sản xuất không chỉ một mà là nhiều loại serum khác nhau, lên đến hàng chục loại. Mỗi một loại phù hợp với tình trạng da khác nhau. Có sản phẩm trị mụn, trị thâm, chống lão hóa. Cũng có những sản phẩm dưỡng ẩm, làm đều màu da, đáp ứng được nhiều nhu cầu chăm sóc da riêng biệt của cả nam giới và nữ giới. Vậy nên trước khi chọn loại serum nào, trước hết hãy xem xét xem tình trạng da của mình như thế nào rồi chọn sản phẩm phù hợp bạn nhé. 3. Serum The Ordinary có tốt không? Để có thể được nổi tiếng và ưa dùng như hiện nay thì hẳn The Ordinary phải đi lên từ chất lượng sản phẩm. Không chỉ serum mà các sản phẩm khác của thương hiệu này đều có điểm chung là được sản xuất theo công thức đơn giản giống như chính cái tên của thương hiệu. Thành phần của serum The Ordinary nói không với các hoạt chất có hại cho da như paraben, dầu khoáng, dầu động vật hay lưu huỳnh và một số hoạt chất có hại khác. Một điều đáng khen nữa là thương hiệu này không thực hiện thử nghiệm trên động vật, một hành động nhân văn mà rất ít thương hiệu có thể thực hiện được. 4. Tiêu chí chọn serum The Ordinary cho từng loại da. Như đã đề cập ở trên, The Ordinary có nhiều loại serum khác nhau. Muốn sử dụng sản phẩm đạt hiệu quả nhất, hãy chọn đúng sản phẩm cho đúng loại da bạn nhé. Tuy nhiên bạn sẽ chẳng thể nào cũng như thật khó có cơ hội để có thể xem từng sản phẩm, xem đâu là loại mình nên dùng. Vậy nên những gợi ý tóm tắt dưới đây bạn đừng bỏ lỡ nhé. 1. Serum The Ordinary cho da khô. Với những làn da khô thì việc tấp ẩm là ưu tiên hàng đầu. Hãy chọn serum giàu tinh chất dưỡng ẩm, có khả năng tấp nước và giữ nước trên da trong thời gian dài. The Ordinary Advanced Retin-E 2% là một trong những sự lựa chọn cho bạn. Loại serum này cũng đặc biệt phù hợp với ai có làn da đang bị lão hóa, xuất hiện những dấu hiệu như nếp nhăn, đồi mồi, nám. Da bị khô trong thời gian dài, không được chăm sóc cũng là nguyên nhân khiến da nhanh bị lão hóa đó. 2. Serum The Ordinary cho da dầu. Khá khó để chọn mỹ phẩm nói chung cho da dầu. Khi chọn serum, bạn nên tránh chọn serum nền dầu, oil based. Tránh xa thành phần có dầu cọ, bơ hay ô ly, vì chúng sẽ khiến da tiết dầu nhiều hơn, bí tắc lỗ chân lông. Và nếu trang điểm cũng sẽ khiến lớp trang điểm nhanh chóng bị trôi đi. Thay vào đó, hãy chọn serum mỏng, nhẹ, khả năng thẩm thấu nhanh chóng, giàu hyaluronic. 3. Serum The Ordinary cho da mụn. Nếu bạn có làn da mụn thì nên chọn serum có khả năng tẩy da chết nhưng đồng thời vẫn dưỡng ẩm cho da. Một lượng vừa đủ để da luôn ẩm ướt, hạn chế tiết dầu thừa. The Ordinary Niacinamide 10%, Zinc 1% là một loại serum rất thích hợp cho những cô nàng có làn da nhiều mụn trứng cá có thể tham khảo. 4. Serum The Ordinary cho da nhạy cảm. Nếu bạn có làn da nhạy cảm thì không cần quá lo lắng khi sử dụng serum The Ordinary. Vì chúng có thành phần lành tính, không chứa hóa chất gây kích ứng cho da như paraben, cồn, hương liệu. Việc cần làm là xác định xem da bạn đang cần gì nhất. Trị thâm, trị mụn, dưỡng ẩm hay chống lão hóa để chọn ra sản phẩm tương thích nhé. Tổng hợp, top serum Ordinary tốt nhất hiện nay. 1. Serum The Ordinary Niacinamide 10%, Zinc 1%. The Ordinary Niacinamide 10%, Zinc 1% được ưa dùng bậc nhất về khả năng trị thâm và trị mụn.
Serum Ordinary trị mụn này có thành phần chính là niacinamide, một loại chất có khả năng cải thiện các vết thâm, đặc biệt là vết thâm do mụn. Ngoài ra còn có thành phần kẽm zinc có công dụng kháng viêm, ngăn ngừa mụn trứng cá quay trở lại. Ngoài ra nó cũng có khả năng kiềm dầu nữa. Sau một thời sử dụng, làn da sẽ trở nên đều màu hơn và những vết thâm do mụn gần như là không còn. Tùy vào từng trạng vết thâm mà thời gian sử dụng sẽ lâu hay ngắn. Nhưng bạn có thể nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trên da trong khoảng một tuần đầu tiên sử dụng đấy. Một số người ban đầu khi dùng sẽ cảm thấy châm chích nhẹ. Không sao cả, khi thoa bạn nên tránh thoa trực tiếp lên những vết thương hở hay những vết mụn mới nặng nhé. Serum The Ordinary Niacinamide 10%, dinh 1% có tẩy da chết không? Câu trả lời là không bạn nhé. Nếu bạn muốn da có thể hấp thu dưỡng chất từ serum một cách tốt nhất thì có thể tẩy da chết định kỳ rồi mới sử dụng serum này nha. Đánh giá ưu nhược điểm. Ưu điểm: giá thành rẻ, ai cũng có thể mua và sử dụng. Không có màu, thoa lên da nhanh chóng thấm vào da. Có khả năng điều tiết lượng dầu thừa trên da. Trị mụn, trị thâm. Giúp làm đều màu da, da sáng hơn sau một thời gian sử dụng do các vết thâm cũng được làm mờ đi. Nhược điểm: mùi hơi nồng nhưng có thể nhanh chóng mất đi. 2. Serum The Ordinary Hyaluronic Acid 2% và B5. Nếu bạn có làn da khô, thiếu sức sống thì The Ordinary Hyaluronic Acid 2% và B5 sẽ là giải pháp hữu hiệu mà bạn nên tìm đến. Đây là một loại tinh chất giúp cấp nước và phục hồi da được nhiều người đánh giá cao dù giá cả thì rất vừa tầm. Nó có tác dụng kích thích sản xuất collagen, tăng độ đàn hồi cho da, đồng thời cấp ẩm vào sâu bên trong da. Thành phần chính trong sản phẩm này bao gồm vitamin B5, một loại vitamin giúp phục hồi làn da hư tổn, đưa làn da về trạng thái căng bóng mịn màng hơn. Chưa hết, còn có Hyaluronic Acid 2%, thành phần thường thấy giúp cấp ẩm và giữ ẩm cho da trong thời gian dài lâu. Ưu điểm: cấp ẩm sâu vào bên trong lớp biểu bì và giữ ẩm cho da, giúp da căng mịn, tràn đầy sức sống, hạn chế tình trạng da khô nứt nẻ, tăng độ đàn hồi cho da, phục hồi làn da hư tổn, giúp giảm tình trạng sưng ngứa, viêm đỏ do mụn, hỗ trợ se khít lỗ chân lông. Nhược điểm: tester đặt nên khi mới thoa lên da cảm giác hơi dính và nặng mặt, nhưng sẽ nhanh chóng thẩm thấu vào da bằng cách vỗ nhẹ lên da mặt một lúc. 3. Serum The Ordinary Lactic Acid 5% HA 2%. Một điều đáng khen cho The Ordinary đó chính là luôn viết những thành phần chính của sản phẩm ở ngay tên sản phẩm. Dùng chính nó để phân biệt giữa các loại luôn. Nếu ai quan tâm đến thành phần của mỹ phẩm thì đọc tên cũng đủ biết công dụng của sản phẩm rồi. The Ordinary Lactic Acid 5% HA 2% là một loại tinh chất giúp tẩy da chết và đồng thời làm sáng da. Da được loại bỏ tế bào chết một cách dịu nhẹ chứ không gây tình trạng đau rát dù đó là những làn da mỏng manh. Tuy nhiên những làn da nhạy cảm, đang bị bong tróc thì không nên sử dụng loại serum này đâu nhé vì nó có chứa lactic acid. Sau khi tẩy da chết, không có cảm giác da bị khô vì trong loại serum này có chứa hyaluronic acid giúp cấp ẩm và giữ ẩm cho da. Aqua, nước, glycerin, pectin glycol cũng là những thành phần có lợi góp mặt trong loại serum này. Da được loại bỏ tế bào chết trở nên mịn màng hơn. Đồng thời serum cũng kích thích sản sinh tế bào mới, giúp phục hồi làn da sau mụn. Ưu điểm: công thức tẩy da chết hiệu quả nhưng vẫn an toàn và lành tính với làn da, thích hợp sử dụng cho cả da khô, da dầu, da mụn, không làm khô da, kháng viêm, giảm sưng mụn, không chứa cồn, độ pH 3, 6, 3, 8, không phù hợp với làn da nhạy cảm bị bong tróc. Nếu mới sử dụng thì chỉ nên dùng một lần một tuần vì serum này có nguồn gốc AHA. Phản hồi thực tế,